thì bộ cho mấy đứa nhỏ nó ăn ít ra. Ủa mình mua cái này mai mua chứ mua chi giờ kìa. Quay đi, quay đẹp quá. Ê, sao quay cho mấy đẹp không con? Hả? Tại đồng hồ quay sáng á. À, quay mới đẹp nè. Hôm nay cái tiệm này là bán lớn nhất. Ê, hủ qua ngon ha. Con có lấy củ không? Dạ không, gì ơi. Dạ con mua chả chai à. Bùng bồn. Đây bùng bồn ngon ha. Gừng này ngon nè. Dặn quá. Rồi cá gì mà to dữ vậy vậy? Bảy chục ngàn ký lô rồi cân hết luôn. Bự quá. Bự mới ngon. Bán gì vậy?
Con bự là con bạch tuộc với ma da rồi nè, con một tua mà nó ba lớn thì thôi chứ đâu còn bự nữa đâu. Trong cái vậy. Một gai nè.